À, mọi người, hầu cô giáo tiếp nha mọi người. Rồi đây thì mình lại mình ngồi gần cái lỗ cũ bữa hết là mình ngồi bên đây, ngay góc vườn nè. Thì ngày hôm nay mình sẽ ngồi nghe đây tịch bên xíu nha. Bên kia thì cũng có một hồ bên kia, mấy anh em đang câu bên kia quá trời luôn. Thì thôi mình thấy bên kia đông quá, mình sẽ qua bên đây mình câu nha mọi người. Ngại câu đông đó. Rồi, thì mồi mình mới trộn xíu nè, giờ mình xả mồi luôn nha. Mình xả xíu rồi cái mình tồn lại mình câu nha mọi người. Mới trộn xong trộn xả nè, trộn tơi thôi. Tơi bể trên nè mọi người. Thì mình trộn như thế này là mình giải xuống đó thì nó sẽ nhanh hút cá dữ lắm nha. Đó thì ở đây người ta không có cấm xả tay xả chân gì trơn cho mình, mình hốt mình dục đại xuống thôi. Rồi bây giờ bắt đầu sẽ tổng thì câu nè. Thì tổng mình nói chung là mình không có chuyên về cái môn này đâu, cho nên là mình chỉ trộn nước cho mình câu thôi nha mọi người. Đây là hồ dịch vụ 40.000 tiếng. Chùa lắm nha, 40.000 tiếng cá thu lại 15.000 ký. Đó. Thì nói chung là ở đây nó chua lắm chứ không phải như là như anh em thấy là 40.000 tiếng là cá nhiều đâu nha. Bây giờ chứ khó lắm nha anh em. Đó. Thì mình thấy những anh em câu đài kia người ta tồn rất là nhiều luôn. Nói chung là cộng hầm xà bận tổng một đống đồ luôn. Thì mình không có chiên cho nên là mình chỉ trộn vậy thôi. Đó. Và mình đánh nó vẫn ăn như thường nha anh em. Không biết là tổng cái kia nó có ăn nhiều không, nó ăn dữ không hay không, mình không biết, nhưng mà mình tổng về nó vẫn ăn. Thì vậy mình chơi thôi. Đó. Nếu đúng, nếu mà câu mà tổng mấy cái kia vô mà nó ăn gấp 3 gấp 4 lần cái này á, thì mình nghĩ là anh em cũng nên sử dụng, nên tổng theo kiểu kia. Còn nếu mà nó ăn cũng ngang ngửa thì mình không cần tổng nhiều gì đâu. Rồi ok anh em ha. Và có thằng anh nó anh chạy qua anh câu luôn kìa. Đó, anh áo đỏ đỏ đó mọi người, anh đang dọn đồ qua mọi người, anh ngồi đó. Rồi thì vậy là mình chơi nha mọi người. Đó rồi lắm nha. Rồi giờ bắt đầu chơi nha anh em. Thì bữa nay mình chơi là mình không có gắn mô hiểm luôn, lỡ chịu cá bự nước dây chịu nha, chứ không cho mô hiểm luôn nha. Mà khả năng bữa nay thì chắc không có cá bự đâu, tại cá bự mình câu hết rồi. Thì mình đánh là cây cần là 2m7, trục là 2.0, hẻo là 1.0. Cái phao thì phao gì mình cũng chẳng biết luôn, chắc là gió quá rồi quăng không được đó. Là hình như cái phao là phao cỏ gì tới gì 2g á anh em. Mình chơi dân nghệ thôi, cho mấy đồ mình cũng không có chuyên, không có gành, mình đang tập chơi thôi nha anh em. Đó. Là quăng cũng không có chuẩn nữa, mỗi lần quăng xong là phải nhìn vô điện thoại coi cái điện thoại cái phao mình có nghe điện thoại hay không. Mấy anh em câu chiên người ta quăng chục cái ấy ăn luôn vậy, người ta quăng một chục cái nó ngay đủ một chục cái. Còn mình không chiên á thì mình quăng nó tới quớt à, quăng cái này cái kia nó khác nhau hết trơn, cho nên mình phải vừa quăng vừa canh cái phao trong điện thoại cho nó ngay hơn. Nhưng mà cũng hơi căng thẳng nha nè, hơi khó nha nè. Đó chết bà, con cá mèo qua vô rồi. Gì đó, nó vô nó sàn sàn rồi. Thôi để mình gắn mô hiểm rồi anh em ơi, cá mèo qua nó vô rồi nè, không gắn nó đứt nữa. Cái con mèo qua nó vô nó phá dữ lắm. Cái gì vậy? Con thằng con cá gì vậy? Con cá chép. Ủa, con cá gì vậy? Ơi, con cá tắm cỏ.
cá tắm cỏ nè em, tội cá tắm cỏ bự chảng luôn em. Wow. Trời ơi. Ê ê ê, dậy quá, dậy quá. Ê ê, dậy quá. Trời ơi. Ủa hồi nãy dưới không dậy, nãy dậy chứ gì. Rồi hư cái bộ trục luôn, bộ hẻo luôn. Ôi. Ăn miệng đàng hoàng nha anh em nè, anh em nuốt lưỡi nè, cái lưỡi nè. Trời ơi cơi. Mới xuống mới mở hàng luôn. Con cá tắm cỏ lần đầu tiên mình dính luôn anh em. Đây. Cá tắm cỏ nha anh em. Phải cá tắm cỏ anh em. Đây. À, lần đầu tiên đi câu dính con nó luôn. Có tài chứ. Vô tình. Có cá bỏ gọng rồi nha. Là anh em ơi, có cá bỏ gọng anh em. Phi nha, phi bự nha. Wow. Em ơi, em ở đây em ơi. Quá rồi. Được anh em, có lý anh em. Ai trời ơi, con phi chà bá luôn nè. Vô gạo. Ok. Thank you.
Đâu tại bên kia cho ăn bánh trung thu nó không ăn á. Điện luôn rồi. Tép 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 anh em ơi. Rồi là có lý rồi. Mới sáng vô vậy là ok. Chết bà Phật lỗi mất tao rồi. Ấy 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 ấy. Ngon rồi, ngon rồi. Ngon rồi. Ngon rồi. Nữa anh em. Ai lại tụ của Vy nè. Ngon lành nha. Ngon bánh là hiu luôn đó nha. Có nữa nè. Các bạn em ơi, qua đây có lý anh em ơi.
À, nó không ăn bánh trung thu mà. Chứ không phải gốc đâu. Giờ bỏ bánh trung thu đi. Mời ông vô đó không? Không. Mời tôi qua đó luôn. Mời ông vô tôi qua đó. Ăn giật chứ sao trời. Đậu quá. Nó ăn không giật là mệt luôn á. Ăn miệng không anh em, cá ăn thiệt cần quá. Giật rồi mấy anh em kia la miệng luôn rồi. Rồi. Ủa cá ăn như điện vậy đó. Dục xuống ăn à. Rồi. Chuyện này tới luôn chuyện với tao luôn. Tới luôn chuyện rồi đó. Chết luôn. Quá
tới tới luôn. Con này là nhỏ nhất từ sớm giờ luôn nè. Đây. Thank you.
À, thì mình câu sớm giờ mà cũng hơn sức rồi. À, mình đang tính nội là tạnh mưa cái mình quay tiếp cho anh em coi. Mà nói nó mưa hoài nó không tạnh nên nè. Là dính nữa nè. Đang nói chuyện chơi chơi dính nữa nè. Còn có phi. Đó. Thì tính nội tạnh mưa quay cho anh em coi tiếp, nhưng mà mưa quá cho nên mình không có tạt máy như kia được anh em ơi. Thì chắc có lẽ mình sẽ xin kết thúc cái clip tại đây thôi để mình quay hình quả cho anh em coi nha. Rồi mình kiếm cái chỗ nào đó ít ít mưa gió rồi mình câu tiếp, chứ ở đây mưa nó tạt quá trời tạt, không có quay được, gió quá trời gió luôn nữa. Vậy hết nè. Đây anh em, thì mình đã dọn này kia là xong hết rồi, giờ mình quay hình quả cho anh em coi nha. Đó, giờ mình chạy đổ anh em ơi. Chạy kiếm chỗ nào nó đó tạt tạt không? Đây hồi cái gió thổi cái ào, không được. Còn đây cũng bộ nha nè.